Ok, hello, chào các bạn. Ok, hello, chào các bạn, thì tôi là Lê Mì Sư. Ok, hello, chào các bạn, tên Lindo. Ok, hello, chào các bạn, tôi là Victory. Ok, chào mừng anh em đã đến với channel Quang Linh Vlog nhá. Hôm nay là mình sẽ làm clip đó là giải thích tâm sự cho anh em hiểu thêm về team Châu Phi. Mình cách đây 4 tháng, mình có đọc rất là nhiều comment của các bạn đó là tại sao Victory ấy, một mắt này ấy, nó bị hỏng hay là bị gì ấy. Chưa biết, bây giờ là mình mới hỏi để cho anh này nói cũng như Lindo phiên dịch cho mọi người cùng biết. Đúng không Lindo? Đúng rồi. Đấy, Lindo là người phiên dịch tiếng Việt cho nó thực tế nha anh em. Thực tế, đây là thực tế nhá, đây là không phải trò đùa gì đâu. Mà hôm nay là tâm sự, kiểu như là tất cả nhiều người anh em bảo là Victory sao lại bị một mắt bị nó nheo lại như thế này. Thì bây giờ là mình sẽ cho các bạn cũng như là nhiều bạn comment đợt trước hay với là đợt này ấy, rất là nhiều luôn. Mình mới làm video này cho anh em hiểu thêm về team Châu Phi. Đấy, bây giờ là nói nhá. Nói anh ấy, nói mắt bị gì? Eu fui pensando, sabendo a dança ficar doente. Ah, Hanaya. Han không biết, con nhỏ không biết. Biết ông thôi là không biết. À, không biết lý do tại sao lại mắt hư luôn. Nhưng mà aqui ve pouco pouco. Ah, só pouco, muito não tem nada. Mắt phải nha anh em. Đấy, mắt phải là nhìn rất là ít, nhìn rất là ít luôn. Có lẽ là do bị từ nhỏ nên là anh đen này là Victory nên là không biết, đúng đấy đó. Đúng rồi, không biết. Từ nhỏ nên là không biết. Đấy, thì nhiều anh em bảo mình là làm video để hỏi thăm Victory để xem Victory bị gì hay là cái gì ấy. Thì là bị từ nhỏ là bị ốm nhá. Bị ốm nên là không nhìn nó vẫn ok, tại vì nhiều bạn bảo mình là Victory là thường là hay đổi mũ ấy, đổi mũ. Nên là đổi mũ là che cái phần mắt bị tật lại nhá. Không phải là do thiếu tôn trọng anh em đâu. Che cái mắt lại, đổi mũ vào che cái mắt lại một bên đấy. Đấy. Thì là nhìn cho anh em xem này. Đó. Đấy. Tại vì nó bị tật một mắt nên là nhìn nó hơi hơi mờ ấy. Nên là nhìn hơi mờ nha anh em. Nhìn thì vẫn nhìn được nhưng mà nhìn là hơi mờ, đúng không? Đúng rồi. Nhìn ít. Nhìn ít. Đấy, nhìn ít thôi nha anh em. Ok, cứ phải làm mà sao mà coi đấy. Ha. Nói gì nữa đi. Cái sẽ đem mà phải làm mà sao đi phải làm. Wow. Ali là muốn nuôi tem bù bây giờ nó sao vậy? Nada. Nó sao vậy? Mình chỉ muốn thấy cái Korea sao? Korea sao? Nó sao vậy nada? Cảm ơn được tiếp về. Hắn chưa biết, hắn con nhỏ không biết. À. Mai ở tiếp là nào tiếp cho cái Korea sao? Số tiếp cái sẽ ra nu, rồi để bồi tiếp. Cái Korea sao bị cái nu? Nó tiếp đây nada. Hả? Cái Korea sao? Cái bị cái nu Korea sao? Ở tiếp về. Agora tem já não teve nada. Agora duas eu não sei. Ana. Vai coi. Con nhìn thì cả, con nhìn không biết là mắt làm gì, hẳn chưa biết. Mẹ con nói. 7 tuổi là Victory là không biết lý do tại sao mà lại mắt lại bị hơi mờ. Đấy, nhưng mà 7 tuổi trở xuống là vẫn nhìn thấy á. Răng? Cái thể ít xuống, con thể xuống con đồ và sẽ computer xây ra. Ít xuống con thể xuống, con thể xuống anh thì computer xây ra nó ở depot. Depot đều xây ra cảm ơn đi xây ra. Cảm ơn. Con xây ra nó xong con xây ra. Ý và xây ra đều con. Hắn có 6 tuổi, con nhỏ 6 tuổi. Mà mắt ốm á. Hắn... Mắt ốm. Hắn không biết không biết mắt làm gì, hắn biết ôm thôi. À. Dì là có 7 tuổi nhìn mắt hư rồi có nhìn được. Để mình dịch lại nhá. Từ lúc nhỏ ấy thì vẫn ok, mắt thì không sao cả.
nhưng mà lại 7 tuổi là bị gì ấy. Anh Victor đi thời lúc ấy là đang còn nhỏ nên là không biết bình gì, mà bố mẹ bây giờ đến to rồi cũng không nhắc lại nữa, nên là cũng không biết giải thích như thế nào. Đó là do bình, nhưng mà từ lúc 7 tuổi là bình gì gì ấy mình cũng biết đấy. Bây giờ là đỡ rồi, thôi rồi nhá. Ok, hồi bây giờ là cái này là ok chưa? À bữa nay sao có xem thì ta tudo bem không? Còn você vê fusco. Hả? Nhìn mơ gì? Không đau gì? Không đau. Không đau gì? Nào đuôi. Nào đuôi. Thế mẹ. À, có thằng ớ, có thằng đau, có thằng không đau. À, vẫn đang bị bệnh. Có tháng đau, có tháng không đau nha anh nhé. Đấy. Trời không cho ai tất cả đâu. Được cái này thì mất cái kia thôi. Đấy, anh em nên nhớ nhá. Và cũng như làm video này là không phải là nói xấu hay là nói cái gì đâu. Tại vì nhiều người theo dõi của kênh Quang Linh Vlog cũng như Team Châu Phi ấy, nên mình làm video mà, nên là có những gì mấy anh em ở Việt Nam ấy thắc mắc ấy thì mình phải giải thích, đúng không anh em? Đúng rồi. Nói chung là bệnh giờ đang còn à? Bây giờ giờ là đang còn bệnh à? Nhưng mà bây giờ bây gì? Bây năm à? Bây tuổi cái? Không. Giờ mà. Giờ là gì? Giờ mà đang còn bệnh à? Con bị à? Bệnh. Con đuôi rồi đau rồi đau mắt mờ. Agora você tem dor? Agora não. Ah. Hoje esse dia, não está esse dia. Ah. Có tháng luôn. Depois dois meses, três meses já. Se không đau, ba tháng nữa là ôm đau. Ah, là ba tháng. Kiểu như là cứ ba tháng là ba tháng là đau. Yeah. Hết ba tháng là không đau nữa. Đúng rồi. Bệnh là như à? Khó đấy, ca này khó lắm. Tại vì bây giờ cũng to rồi. Nếu mà bệnh từ nhỏ ấy thì chưa được. Nhỏ là lúc 7 tuổi là mà có tiếng là chưa được bệnh chứ giữ to thôi. Đấy, to rồi anh em nhá, thì mong anh em thông cảm, cũng như Victory là thường hay che cái đổi mũ che lại cái phần mặt bị hỏng ấy, không phải bị hỏng nhưng mà kiểu như là hơi mờ thôi, ở trong là lòng trắng không có, chắc lòng đen nhá. Đấy, mình không biết là bình gì mà anh này cũng không nói, kiểu như là đang e thẹn hay ngại ngùng gì ấy, nói là mẹ không nói cho biết. Đấy, là lúc 7 tuổi thì lúc đang nhỏ ấy thì không biết là lý do tại sao lại bị bệnh. Đấy, chỉ có bố mẹ biết thôi, nhưng mà bố mẹ không giải thích. Đấy, cũng rất là khó khăn nhá. Mong là cố gắng làm ở đây, làm với mình ấy, để kiếm tiền, trang trải cuộc sống. Còn bình thì bây giờ là không chữa được nữa rồi. Kiểu như là không chữa được nữa rồi đấy. Tại vì cũng một phần là điều kiện. Và mặt, nếu mà trời, ông trời ấy, cho mình mất cái này thì mình sẽ nhận lại được cái khác. Đấy, nó không quan trọng gì đâu. Cũng đến đâu thì đến. Còn cuộc sống này thì luôn vui cười với mọi người là được rồi. Hả? Ừ. Bây giờ đi. Fica bem, né? Nào đuôi em đi là Forza Bue, né? Forza Bue. Agora. Mas meio do norte. Forza Bue. Só te duê. Não te faz trabalho nada. Aqui só saiu água. Saiu água, saiu aonde? Vista. Vita aqui, Vita onde? Aqui. Ali? Água saiu? Sole muito. Não tem que ficar fora. Não tem que ficar sole nada. Đấy, anh Victory bảo là có mét ấy, có tháng ấy. Có tháng là đau, là nước ở trong mắt này nó chảy, là không có sức lực gì để làm việc nữa đâu. Đấy, còn mà ngày bình thường mà không đau ấy thì rất là ok. Khỏe, rất là khỏe luôn. Đấy, bình này rất là lạ nhá, mình không biết nhá. Đấy, mong anh em ủng hộ Team Châu Phi cũng như mấy anh đen thì mình làm video ấy thì cũng rất là khó khăn lắm, tại vì mình giúp đỡ rất là nhiều, phần nào mình giúp được thì mình giúp thôi. Ok rồi nha anh em, thì mong là mấy anh đen ở đây cũng rất là khó khăn, thì mong làm việc rồi có chút may mắn nữa là
sẽ kiếm được tiền này, trang trải cuộc sống. Còn bệnh tật thì ai cũng có rồi, nhưng mà có vượt qua hay không thôi, trời đã cho đi cái này thì sẽ nhận được cái khác, đúng không anh em? Đúng rồi. Ok nha. Ok nha. Mình mong rằng là mấy anh Đen này ấy làm việc bên mình ấy, nói chung là cứ tốt và ngoan là được. Còn những thứ khác thì mình sẽ lo cho. Không thành vấn đề đâu. Tại vì mình bên này mình cũng làm và kinh doanh để đăng tải cuộc sống cũng như các bạn thôi, nên là không có gì đâu nha anh nhé. Ok, thì nhớ đăng ký kênh Quang Linh Vlog cũng như kênh Team Châu Phi để ủng hộ anh em chúng tôi nhá. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ok, cảm ơn các bạn. Chào các bạn. Đấy, thì mình làm video ấy, nhiều người coi video của mình và đặt ra câu hỏi thì mình sẽ giải thích hết nhá. Ok, chào anh em. Ok, chào anh em. Chào các bạn.